Chào các bạn, tôi là Nguyễn Công Trình và các bạn có thể liên hệ với tôi qua cái phần mô tả ở cái video này hoặc là vào số điện thoại là 0834 030928. Đấy. Và chúng ta bắt đầu cái bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay có tựa đề là ý nghĩa lâm sàng của chỉ số xét nghiệm phân tích nước tiểu, tức là những cái chỉ số phân tích nước tiểu đó, nó phản ánh được điều gì. Đấy. Thì chỉ số thứ nhất đó là chỉ số bạch cầu. Bạch cầu được viết tắt là LEO. Bạch cầu trong nước tiểu xuất hiện trong trong nhiễm khuẩn thận này, trong nhiễm trùng nước tiểu này, nhiễm trùng không có triệu chứng này, viêm nội tâm mạc do vi khuẩn này. Cái chỉ số thứ hai là chỉ số nitrit, viết tắt là NIT. Nitrit có trong nước tiểu xuất hiện trong trường hợp là nhiễm khuẩn thận này, nhiễm khuẩn nước tiểu này, viêm nội tâm mạc này, nhiễm khuẩn tiểu không triệu chứng này. Vậy thì cái yếu tố pH, các bạn thường thấy yếu tố pH trong 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 nước tiểu ấy, thì pH nó đóng vai trò gì? pH là nó có khoảng giá trị là 4,8 đến 7,4. Thì pH nước tiểu tăng trong trường hợp là nhiễm khuẩn thận này. Có những cái trường hợp nó giảm rồi nha. Đấy, có những cái trường hợp nó giảm rồi nha các bạn. Đấy. Và nó phản ánh là suy thận mạn này, hẹp môn vị này, nôn mửa này. pH nước tiểu nó giảm trong trường hợp là cetone do đái tháo đường này, do tiêu chảy mất nước này. Còn một yếu tố nữa là hồng cầu, viết tắt là BLD. Hồng cầu xuất hiện trong nước tiểu khi chúng ta viêm thận cấp này. Viêm thận cấp có thể là do ung thư thận, do bàng quang, do sỏi thận, sỏi tiền liệt tuyến, viêm cầu thận, xung huyết thận thụ động, hội chứng Wilson, hoặc là hội chứng thận hư, thận đa nang, viêm đài bể thận, đau quặn thận. Đấy. Mình còn có cái trường hợp là cái chỉ số protein nữa. Protein viết tắt là BRO. Protein xuất hiện trong nước tiểu khi và chỉ khi nào? Khi và chỉ khi là viêm thận cấp này, bệnh thận do đái tháo đường này, viêm cầu thận này, hội chứng suy tim xung huyết này, đấy, cao huyết áp ác tính và hội chứng thận hư, bệnh thận đa nang này, viêm đài bể thận này, đấy, bệnh lý ống thận này, cao huyết áp lành tính này. Đấy. Đó là những cái chỉ số mà nó phản ánh. Ngoài ra còn rất nhiều cái chỉ số khác, các bạn có thể vào trong cái blog kỹ thuật y sinh để các bạn xem những cái chỉ số này. Đấy. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong cái bài học tiếp theo.